không? Mà lạnh là phải thật lạnh thì chúng ta mới hòa tan với nước nóng, hay là trời nóng quá cần nước lạnh là phải có nước lạnh mới mát lại được. Tức là cái gì mới ra cái đó, chứ không có nửa nạc nửa mỡ, không dùng được. Vàng nó phải đúng độ tuổi thì mới là vàng được, chứ mấy là đưa vô lửa chảy hết rồi. Thưa đồng bào, xét lại đi, xét lại đi, coi mình cần làm gì đối với sự mời gọi của cha trời thượng đế toàn năng, và đối với linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra theo lệnh của cha trời thượng đế toàn năng mời gọi chúng ta. Đồng bào cẩn thận, những ai mà quấy phá việc thánh giống đang làm đó thì hãy chấm dứt, bởi vì những cái đó sẽ bị cha trời thượng đế toàn năng trừng trị đích đáng không chậm trễ, và trước tiên là sẽ bị linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đó hiện ra đó sẽ trừng trị những kẻ đó trước, tại vì cha trời cho tôi biết trước như vậy. Họ là những linh hồn hy sinh để chúng ta được sống, cũng như Chúa Giêsu đã hy sinh cho tất cả nhân loại được sống và cho tất cả những sự sống trên quả địa cầu được sống. Thành ra Ngài biết hết đó. Ngài bây giờ Ngài là Thượng Đế đó, chứ không phải là chỉ là con trưởng của cha trời Thượng Đế toàn năng mà thôi đâu. Vì cách đây hơn 2.000 năm về trước, sau khi Ngài chết đi sống lại, Ngài về trời, và sau đó liền sau đó Ngài được cha trời Thượng Đế toàn năng ban tất cả quyền năng trên trời dưới đất và ở cõi càn khôn này cho Ngài. Nhớ điều đó đồng bào, đừng có để tôi chờ lâu quá, nhiều khi vì tôi thương đồng bào quá đó, mà bạn để chờ nữa rồi không, nhưng tôi xin cha trời cho tôi được tỉnh khẩu nếu đồng bào tiếp tục thờ ơ. Có thể đó là một cái sự nhắc nhở cho đồng bào tỉnh thức, và lúc đó tôi chỉ làm việc trên internet mà thôi, thì lúc đó chính đồng bào là những người sẽ chịu trách nhiệm với sự trễ nải của chính mình. Một lần nữa tôi hy vọng đồng bào hãy làm bổn phận của mình gấp, tìm bằng đủ mọi cách. Nghe chương trình trên đài là đã mắc nợ càng khôn rồi, gửi tiền trả tôi để tôi làm việc thông báo tin mừng của cha trời đến cho nhân loại, và gửi CD nhạc đến cho nhiều người khác, hoặc là thỉnh CD nhạc, CD và hình ảnh Chúa gửi tiền đến đây, không gì phí đó. Đừng đừng có lạm dụng những cái, đừng có bủng xỉn. Làm gì mà được học hỏi những phép lạ vĩ đại mà tôi trình bày trên 3 năm nay? Đây là những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho quý vị đồng bào đã nhận được. Quý vị không đã đền đáp gì, đừng ở đây đứng chuyện đền đáp gì, nói chuyện làm bổn phận của mình. Quý vị đã làm gì đối với cha trời Thượng Đế toàn năng mời gọi quý vị? Quý vị có để ý không, Roma giáo hoàng phải từ chức bởi vì Vatican đã thờ ơ và coi thường sự kêu gọi của cha trời Thượng Đế toàn năng, bảo tôi nhắc nhở họ. Trên 3 năm nay tôi gửi thơ bảo đảm 3 lần, nhưng mà Vatican đã và đang thờ ơ. Đến giờ này ngay cả giáo hoàng Vatican này phải từ chức rồi, nhiều chuyện lộn xộn sẽ xảy ra lắm. Rồi bắt đầu từ bây giờ sẽ có nhiều leader trên thế giới sẽ bị gặp những đại nạn bởi vì họ coi thường Thiên Chúa Giêsu. Qua sự nhắc nhở của tôi, vâng lệnh cha trời Thượng Đế toàn năng nhắc nhở họ, cảnh báo họ. Đồng bào lý sẽ thấy bất cứ kẻ nào coi thường sự mời gọi của cha trời Giêsu kỳ này thì những cái đó từ từ lần lượt sẽ bị sàng lọc ra, sẽ bị loại ra khỏi ngoài, và không khéo họ sẽ bị nhốt chung với quỷ Sa Tăng nhiều ngàn năm, và linh hồn của họ sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nếu họ vẫn tiếp tục khinh thường sự kêu gọi của Thiên Chúa Giêsu trong những ngày tháng sắp tới. Và lời cảnh báo này cho tất cả nhân loại nói chung và nói riêng, cho mỗi đồng bào dân Việt chúng ta. Nhớ cho rõ, hãy làm bổn phận của mình. Một lần nữa, Thánh Chống thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào. Và Thánh Chống hy vọng đây không phải là lần sau cùng Thánh Chống tâm sự cùng đồng bào trên đài truyền hình. Đồng bào hiểu Thánh Chống
cần nói gì. Hãy làm một phần của mình gấp, đừng chờ đợi nữa. Địa chỉ trên màn hình, gửi tiền đến đây, thỉnh CD nhạc, hoặc là tìm cách nào đó, làm đi. Đừng để thánh giống chờ đợi nữa. Thành thật cảm ơn đồng bào.